Úi dồi ôi, rô phi này. Nè, rô phi này. Ôi cha mẹ ơi, con này phải hàng cân. Úi dồi. Hôm nay mình lại tiếp tục đi quay khích cá cho mọi người xem này. À, vừa bắt được con sộp to chưa? Ừ, rất to. Bây giờ chui cái thùng này đánh xong là con chép nó đang xuống. Đêm qua cá chết đẻ lắm nhưng mà mình mệt mình không đi gánh cho mọi người xem này. Ui con gì đây? Ui. Ui. Một ổ cá. Một ổ cá chép. Bốn con. Ngoan chưa? Ui ui. Nó phi này. Ui ui. Ui thôi mất rồi. Ừ, con rô phi này. Ui ồ. Đấy, chép này. Đấy, mọi người ạ. Cá đấy. Đấy, cá đấy. 4-5 con một chỗ này. Đây là cái đầu lạch. Đấy, cá rất là nhiều. Chép nữa nè. Nắm đấy nhỉ. Nắm chép đấy nhỉ. Ui ui rô phi. À, rồi. Nó quá. À. Ừ hồi. Ui ui này. Ui con phi to. Ui. Ừ.
Một con chép này. Đấy, một cá chép này. Có quay. Ui, con gì to, rất là to. Đấy, con gì rất là to, nó đọng ở đây. Ui, một cá chép rồi ạ. Cá chép. Ui dồi ôi, rô phi này. Này, rô phi này. Ui cha mẹ ơi, con này phải hàng cân. Ôi, to mà các bạn, thì có cái video mình sẽ kết thúc ở đây chứ. Mọi người nhớ hay ủng hộ cho anh em mình nhá.